Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng có 30 thành viên, trong đó rất nhiều người đã từng khoác trên mình màu áo lính, giữ nhiều trọng trách quan trọng tại các đơn vị quân sự địa phương. Tuy nhiên, khi được đến với Trường Sa, cảm nhận về đời sống sinh hoạt và công tác thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí, đồng đội của mình ở mảnh đất, nơi địa đầu Tổ quốc, đã để lại trong lòng họ nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong chuyến hải trình đến thăm, tặng quà, động viên quân và dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Đã gần 70, cái tuổi từng nếm trải biết bao sóng gió của cuộc đời lính. Nhưng với ông Huỳnh Hát, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng, lần đầu tiên được đến thăm Trường Sa, thăm các đồng chí đồng đội của mình ở nơi biên thùy xa xôi, đã để lại cho ông nhiều kỷ niệm sâu sắc. Bản thân tôi là người lính lâu năm, nhưng mà lần đầu tiên được đi ra thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân về đảo Trường Sa. Tuy được tuyên truyền rồi cũng được hiểu trên phim ảnh và các cái lần hoàn thành thì nói chung là cũng hiểu, nhưng mà đây là lần thực tế để ra hiểu thêm cái cuộc sống và cái sự gian khổ của cán bộ chiến sĩ trên đảo và nhân dân trên đảo. Để từ đây đó tôi sẽ về rồi phối hợp với đoàn thanh niên nói rõ thêm cái cuộc sống và cái sự quyết tâm gìn giữ là đảo biển của cán bộ chiến sĩ của đảo Trường Sa và nhân dân ở đó, để người có xây dựng được cái lòng tự hào, cái niềm tin về vấn đề bảo vệ tổ quốc của chúng ta trong tình hình mới hiện nay. Cũng như nhiều đơn vị địa phương khác trên cả nước, trong chuyến hải trình đến thăm động viên và tặng quà cho quân và dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng có 30 thành viên, trong đó rất nhiều người đã từng đứng trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, từng trải qua những tháng ngày huấn luyện, chiến đấu, gian khổ, ác liệt. Chứng kiến nhiều mất mát hy sinh là vậy, nhưng khi ra với Trường Sa, với sự khắc nghiệt của biển cả bao la, mới thấy được sự kiên cường của người lính Trường Sa. Hôm nay được hành quân về thăm biển đảo thân yêu của Tổ quốc, lòng tôi hết sức là xúc động và tôi cảm thấy thiêng liêng và bồi hồi trước cái tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Có thể nói là tất cả cán bộ chiến sĩ ở các đảo khi chúng tôi gặp thì anh em cán bộ chiến sĩ đều rất là an tâm, đều rất là vững vàng về tư tưởng và rất là tin tưởng vào đất liền. Mặc dù cuộc sống của các đồng chí đã được địa phương, hậu phương của chúng ta giúp đỡ rất nhiều nhưng vẫn rất còn khó khăn. So với đất liền thì còn khó khăn nhiều lắm. Do đó tôi nghĩ rằng trách nhiệm của chúng ta là những người hậu phương thì phải tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cho cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa và gia đình cán bộ chiến sĩ hậu phương, để chúng ta tạo một cái tình cảm gắn bó giữa biển và bờ. Muốn giữ biển tốt thì chúng ta phải xây dựng hậu phương vững mạnh. Tôi tin rằng với tinh thần đó, với trách nhiệm đó thì hậu phương chúng ta sẽ tạo điều kiện, và chúng tôi hết sức tin tưởng ở cái bản lĩnh, cái ý chí quyết tâm chiến đấu của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa mà chúng ta đi qua trong cái ngày vừa qua. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa đều nhận được sự quan tâm cả về vật chất, tinh thần của các tỉnh thành và các cơ quan trung ương cũng như địa phương trên cả nước. Trong đó có tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, giúp chúng tôi là khắc phục những cái khó khăn ở ngoài biển đảo để nâng cao cái chất lượng cuộc sống và chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, và động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt cái một nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài các hoạt động chính là thăm, tặng quà, động viên quân và dân tại các điểm đảo, có lẽ ấn tượng lớn nhất đó là lễ tưởng niệm các đồng chí đồng đội đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Nơi đây cách đây 29 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam chống lại kẻ thù xâm lược. Với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, các anh đã dũng cảm hy sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Hôm nay, tại nơi mà các anh đã anh dũng hy sinh giữa biển trời mênh mông, trước hôn hồn các anh, đoàn công tác chúng tôi biết rằng dưới đáy biển lạnh giá, nơi đồng chí, đồng đội là những người con thân yêu của Tổ quốc đang yên nghỉ dưới biển sâu, cho chúng tôi được sống trong bình yên. Trước vùng biển nơi các anh đã anh dũng hy sinh, trong niềm xúc động sâu sắc, niềm nhớ thương vô hạn,
chúng tôi xin mãi ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh, nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình và được thắp nén nhang, thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ hương hồn các anh, cầu mong hương hồn các anh hãy yên giấc ngàn thu. Những người lính Trường Sa kiên trung hôm nay đang từng ngày viết thêm những trang sử mới, trang sử của tinh thần dân tộc, lòng quả cảm, ý chí cương cường, bất khuất trước kẻ thù, như những cây phong ba sừng sững hiên ngang giữa đất trời. Với những người như cựu chiến binh Huỳnh Hát, đại tá Dương Công Hiệp và rất nhiều người lính của tỉnh Lâm Đồng nói chung đến Trường Sa chuyến đi này, không chỉ để biết, để hiểu thêm về đời sống sinh hoạt của các đồng chí đồng đội, mà hơn hết, đây chính là những trải nghiệm đáng nhớ của cuộc đời. Thông qua đó, tiếp thêm sức mạnh để các anh ở nơi biên thủy xa xôi luôn vững chắc tay súng, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đây là chiếc xe tải chở 23 cục đá với trọng lượng khoảng 20 tấn, không có nguồn gốc hợp pháp, do Phạm Bá Bảo, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, điều khiển, vừa bị công an huyện Đức Trọng.